Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay mình lại quay trở lại với các bạn, chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể cắm được một cái loại giỏ nữa để chúng ta có thể tặng người thân yêu của mình nhé. Đây là một cái, như đây mình có một cái giỏ tổ chim như này. Và mình muốn chia sẻ với các bạn làm sao để mình có thể cắm được một cái giỏ như này đẹp nhất. Và cái cách của mình cắm ngày hôm nay là sẽ cắm chéo chéo, cắm nghiêng ấy, cắm cái kiểu mà như bằng trăng ấy đó. Thì đối với cái giỏ này thì rất là đẹp nhé các bạn nhé. Và mình là mình chuyên hoa sáp, thành ra mình sẽ cắm vào những cái giỏ này bằng là hoa sáp. Và tông ngày hôm nay mình đi rất là tông, rất là nhẹ nhàng, phù hợp rất là nhiều với đối tượng khách hàng để chúng ta tặng nhé. Chúng ta tặng sinh nhật, rồi chúng ta tặng vào những lễ 20 tháng 10, 20 tháng 11, 8 tháng 3, rất là nhiều để có thể ứng dụng để là để tặng được nhé các bạn nhé. Nào, và chúng ta cùng nhau thực hiện. Và mình bắt đầu đi cái tông phông nền nha các bạn. Các bạn sử dụng keo sữa cũng được và các bạn sử dụng keo nến cũng được nha. Mình thì mình hay đi cái tông nền trước để tạo một cái dáng cho cái giỏ hoa mà mình muốn đi theo cái hướng nào nhá. Những cái cách mà cắm như thế này thì mình giống như chỉ là một người phác họa lên cho các bạn, nhưng mà khi các bạn cắm thì các bạn sẽ chế biến theo cách mà các bạn thích nhá. Bởi vì mỗi người mình sẽ có một cái con mắt thẩm mỹ khác nhau, màu bông các bạn thích khác nhau, và nguyên phụ liệu nó cũng khác nhau nữa, thành ra là những cái mẫu mà mình đưa ra thì giống như là để phác họa lên cái ý tưởng cho bạn thôi nhé. Để chúng ta cùng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh để chúng ta cùng tương tác, rồi chúng ta cùng học hỏi nhé. Đăng ký và theo dõi kênh của mình. Và nếu mà bạn nào mà muốn những cái nguyên phụ liệu này thì mình đều có để ở dưới những đường link Facebook, đường link ở dưới cái YouTube này này, dẫn đến trang Facebook đó. Nhá. Nếu bạn muốn lên hệ với mình. Rồi. Bây giờ là chúng ta sử dụng cái này để chúng ta tạo cái cọ này, chúng ta tạo một cái đường, một cái form khung ấy, đóng khung cho cái dáng hoa mà chúng ta đi ấy. Đó. Đó. Dáng hoa ngày hôm nay mà chúng ta muốn đi đó các bạn. Rồi, là chúng ta đi đường thẳng lên đây, xong rồi chúng ta đi ngang xuống đây nhé, để chúng ta tạo một cái dáng khung trước. Đấy, những cái cỏ điểm rồi là nguyên phụ liệu này thì các bạn có thể tự thay đổi nhé. Tự thay đổi thì nó phù hợp với lại cái bông với lại cái mọi thứ mà mình có ở nhà. Các bạn cũng có thể đi sơ sơ những cái cỏ điểm xuống dưới như thế này để nó che bớt cái phần xốp đi. Chúng ta tạo thành cái phông nền đấy. Thành một cái phông nền rồi. Bây giờ là chúng ta đi hoa vô ha. Chúng ta đi hoa vào. Ngày hôm nay mình cho một cái điểm nhấn là hoa hướng dương ở giữa như này. Một điểm nhấn thôi ha. Và cái màu kem, màu tím chúng ta được. Đây là cái bông này, bông cao nhất này. Đó. Rồi xong đến cái bông này, bông ngã ra. Chúng ta cắm thành một cái khung định hình mà chúng ta muốn đi nha. Đó. Nhớ chấm keo nha các bạn. Các bạn nhớ chấm keo để mình cho nó chắc chắn cái bông nhá. Với lại cái hoa này là cái hoa sáp đấy các bạn, thành ra là mình để được, mình chơi lâu được, thành ra là các bạn cứ làm cho nó kỹ kỹ
mình chơi được lâu nha. Đó. Những cái bông bông nào to ấy, thì chúng ta để làm mặt tiền, chúng ta đi trước. Còn cái bông nào nhỏ thì chúng ta cắm sang cái ngọn của nó này. Cắm cái giỏ hoa này cũng nhanh mà nó không có tốn bông quá nhiều đâu các bạn ạ. Đó, các bạn cứ chỉnh sao cho nó đẹp nhé các bạn. Những cái này là chúng ta có thể uốn theo những cái đường đi mà chúng ta mong muốn nha, bởi vì nó bằng kẽm mà chúng ta có thể uốn được. Đó, mình muốn cong theo hướng nào thì mình cứ uốn theo hướng đó. Đẹp không ạ? Nó chỉ có vài bông hoa thôi, mình cắm rất là nhanh, đúng không ạ? Cắm rất là nhanh và đơn giản đó. Còn đây là mình nhánh mình đi vào đây cho nó đẹp. Những cái này, cái bông tím tím, bông quải hương này là bông giả đấy các bạn ạ. Các bạn có thể thay thế bằng cỏ điểm được nhá. Còn lại khi chúng ta cắm như này rồi ấy, thì phần đằng sau này này cũng phải rất là chúng ta cũng phải làm sao cho nó đẹp nhé các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta có thể thì chúng ta cũng có thể cắm bông vào đằng sau, nhưng mà nói chung là đằng sau thì ít ai để ý lắm, thì chúng ta cứ người ta cái này là mình cắm một mặt, thành ra mình chỉ chú tâm vào mặt đằng trước thôi, còn cái mặt đằng sau này thì mình đi cỏ điểm vào cũng được, đi cỏ điểm với lại mình đi lá vào để cho nó khỏi hở chân đấy. Đấy, mình đi lá vào ha, mình đi cỏ điểm vào. Đây mình cắm thêm ít hoa cỏ điểm này. Hoa cỏ điểm này mà cắm không cũng đẹp lắm đó các bạn ạ. Mình thấy những cái hoa cỏ điểm này mà cắm vào những lọ xinh xinh nhỏ xí cũng đẹp lắm ạ. Đó, thành ra là mình cắm đằng sau đó nhá. Cắm vào cho nó che kín hết xốp để cho nó nhìn vẫn đẹp nhá. Đó. Cái dạng nhỏ này là mình cắm có một mặt đó. Đây có điểm thế nào. Và bây giờ chúng ta cột nơ vào nữa là xong thôi các bạn ạ. Đó. Đã cột cái nơ này mà. Các bạn thấy đẹp chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Đây ạ. Đây, một cái giỏ hoa như này rất là xinh. Và cắm thì nó lại không mất quá nhiều thời gian, nó rất là dễ các bạn ạ. Đấy. Rất là đẹp. Đó. Vậy là chúc các bạn cắm được những giỏ hoa đẹp hơn nhé. Và mình hy vọng rằng những cái mẫu mà mình đưa ra thì là ý tưởng cho các bạn sáng tác được những mẫu tuyệt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình.